định mới về kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 với tài xế chở hàng. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa chỉ lưu thông nội bộ tỉnh, thành đang thực hiện chỉ thị 16 hoặc bổ sung biện pháp ở mức cao hơn, thì không phải kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 19 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký văn bản hỏa tốc gửi Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ về việc phòng chống dịch hiệu quả mà vẫn đảm bảo lưu thông hàng hóa, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch đề nghị các bộ, cơ quan nêu trên chỉ đạo lực lượng chức năng không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe, chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện chỉ thị số 16 hoặc bổ sung biện pháp ở mức cao hơn so với chỉ thị 16. Trường hợp vận chuyển hàng hóa lưu thông từ khu vực giãn cách theo chỉ thị 16 và khu vực phong tỏa sang khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ phòng chống dịch bệnh thấp hơn, người điều khiển phương tiện phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. Bộ Y tế cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương yêu cầu người điều khiển phương tiện hạn chế dừng đỗ, hạn chế tiếp xúc với người khác, điều khiển phương tiện theo đúng lộ trình vận chuyển, ghi chép hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp tiếp xúc, thường xuyên mở cửa sổ đảm bảo thông thoáng phương tiện và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan, công an địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội và y tế địa phương bố trí các địa điểm dừng nghỉ để lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 thuận lợi, xét nghiệm miễn phí cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ nhận diện ưu tiên luồng xanh trên các tuyến giao thông. Có mã QR code, các đơn vị y tế nhà nước từ cấp xã trở lên hoặc các cơ sở y tế, kể cả tư nhân, được phép thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cấp chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa. Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tổ chức phân luồng giao thông, điều phối các điểm dừng nghỉ đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, có thể bổ sung các điểm khi cần thiết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, tránh tình trạng ùn ứ phương tiện trên các cung đường.